Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu canh cua với mùng tơi nhé. Làm sao để cho nó ngon nhé. Để làm món này thì cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta sẽ mua cua. Cua là cái quan trọng nhất để làm món này. Cua thì khi mua về ấy, thì chúng ta sẽ để vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 2 tiếng cho cua nó ngất đi. Sau đó chúng ta sẽ làm sạch. Và trước khi làm thì chúng ta xóc muối nhiều lần và rửa cho sạch. Rồi sau đó mình mới mang đi mình gỡ như mình vừa gỡ xong xay bằng máy xay sinh tố với một chút muối, rồi sau đó chúng ta lọc lấy cái thịt cua nhé, lọc đi lọc lại nhiều lần để cho cái thịt cua được ra hết như thế này, cứ lọc 2-3 lần mà, cho nó ra hết cái thịt cua đi. Và cua thì trước khi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh thì mình có thể rửa trước, còn nếu sợ cắp thì chúng ta có thể là cho khoảng 2 tiếng trong ngăn đá tủ lạnh, sau đó cho chúng ta cho ra, chúng ta rửa với nước muối loãng cho sạch, rồi mình bắt đầu mình làm sạch. Đấy ạ. Và khi mà lọc đi lọc lại khoảng 2-3 lần đấy thì sẽ có cái cặn ở dưới đáy này, thì chúng ta bỏ đi, chúng ta chỉ thấy lấy cái nước thịt cua ở trên thôi nhé, còn cái đáy nó là cái phần cặn. Xong rồi thì mình sẽ cho lên nồi để mình nấu nhé. Để nấu thì rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ cho lên nếm các loại gia vị cho nó vừa miệng, luôn vào cái nồi cua, vì lúc trước là mình cho một chút muối rồi. Bây giờ mình cho hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, và thêm quả ớt và cho nó cả mùi tanh. Vì hôm nay là nấu canh mùng tơi ấy, cho nên mình không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần như vậy thôi. Và đun cái nồi thịt cua này nó sôi sôi lên. Rồi sau đó mình sẽ cho mồng tơi với mướp đã được rửa sạch và thái vào và đun sôi lên, là mình có bát canh rất là ngon rồi. Với cái món ăn này nó rất là ngon và mát trong mùa hè nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình mình thưởng thức, vừa ngon vừa mát, lại cung cấp rất là nhiều canxi và các chất dinh dưỡng, các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, để cơ thể chúng ta không bị thiếu dinh dưỡng nhé. Đây ạ, cho nó sôi bùng một kỹ một chút. Còn bạn nào mà ăn được cay ấy, thì các bạn có thể cho thêm ít ớt nữa vào, ớt cắt miếng vào, nó vừa cản mùi tanh nhé. Còn có gạch cua thì chúng ta xào gạch cua lên, chúng ta cho lên trên thì màu sắc nó sẽ đẹp hơn nhé. Còn không thì chúng ta cứ đơn giản như này, là mình sẽ có một bát canh cua mùng tơi vừa ngon vừa mát, và thêm ít mướp hương như này nữa, thì một nồi canh của chúng ta cực kỳ thơm nhé. Và bây giờ mình sẽ múc ra bát và thưởng thức thôi. Với cái bát canh như này, chúng ta có thêm một ít cà pháo muối và một ít thịt ba chỉ rang trái cạnh, thì làm bữa cơm của chúng ta rất là ngon và phù hợp với gia đình người Việt của chúng ta. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.